Khi học lớp 12 ở trường trung học phổ thông Vũng Tàu, bà Diệp Vũng Tàu, Nguyễn Thế Vinh biết được thông tin đây là năm cuối cùng chính phủ Phần Lan có học bổng toàn phần cho các du học sinh ngoài khu vực châu Âu. Nhận thấy cơ hội phù hợp với đam mê, Vinh quyết định thử sức và đã đậu với tổng điểm 30 phần 35. Để nhận được học bổng này, ngoài những yêu cầu về ngôn ngữ, mình phải trải qua kỳ thi năng lực đầu vào với kiến thức về toán lý hóa và luận xã hội. Vì đây là cơ hội cuối để giành học bổng đặc biệt này nên mình đã phải cạnh tranh với nhiều học sinh khác cả trong nước lẫn quốc tế, Vinh chia sẻ. Năm 2016, khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, Vinh sang du học tại Đại học Khoa học Ứng dụng SAMK, Phần Lan, chuyên ngành điện tự động hóa, với học bổng tài trợ toàn phần cho học phí 4 năm. Đến năm 2021, Vinh tiếp tục nhận được học bổng thạc sĩ của Đại học Tampere, Phần Lan, chuyên ngành phân tích dữ liệu, trước khi bảo vệ luận án mình được nhận thực tập với vị trí kỹ sư phần mềm cho một công ty phát triển hệ thống xe tự động hóa tại Nhật Bản nửa năm với thu nhập từ 37 đến 50 triệu đồng một tháng. Tại đây, mình được tiếp xúc với môi trường công nghệ chuyên nghiệp, có thể thay đổi cuộc sống con người nên càng quyết tâm học hỏi nhiều hơn nữa, anh chàng cho hay. Dù đã đạt được học bổng thạc sĩ tại Phần Lan, Vinh lại quyết định đến Hàn Quốc vì muốn được thử sức ở một môi trường có tính học thuật cao hơn. Với thành tích xuất sắc, Vinh nhận thêm học bổng toàn phần tại Đại học Sejong, Hàn Quốc chuyên ngành khoa học máy tính. Không chỉ vậy, Vinh còn là tác giả của hai bài báo khoa học được đăng trên trang Information Fusion và JNCA, thuộc các tạp chí khoa học có cấp độ uy tín nhất, nhóm Q1, với hai nghiên cứu